sao nãy gì? Tôi để nam. Tôi cô không em nữa kìa. Lò tên. Vãi mất chiếc công đầu luôn. Đậu phộng. Xàm thiệt, này nó gà quá. Kìa kìa. Em chưa có e, em còn kiệt sức. Bắt lại, bắt lại, bắt lại. Thằng này hết mana. Về 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 về. À, em dụ nó nè. Ôi mắt ơi. Giờ đi em. Ngon. Flash rồi anh ra găng dễ đúng không? Ừ. Boss cũng vậy nè. Giết làm gì hả? Giết bị gì hả? Really nigga? Hai không ờ đừng chơi đó giờ nó chết dữ nữa sao Suraka nữa đi nói nữa đi ghê Oh, what the fuck? Đánh em anh. Đánh em. Ok, về đi. Về, 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 về. Không kịp không? Nó là shit. Tính KS luôn á. Thiệt tình. Ủa em ăn hai trụ luôn á, làm ra coi đi. Ghê à. Ồ, đầu cái trụ này là của em. Rồi. Thế anh game đừng chơi Suraka bị hành. Bạc xít luôn. Làm gì. Trời,
chuyển hả? Chưa kịp làm mẹ vậy, mày gì mày sao chưa bút cho tao bút một cái đi. Quên bấm lộn, tưởng bấm lộn mất lát luôn. Sao thiệt. Bay theo nó hài bay. Bóp 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 ra, bóp ra, bóp ra, bóp em. Đúng rồi, bóp vô, đúng rồi. Ôi mẹ hết á, rập last fail nó chứ. Không về team mình được. Anh nó giết em, nó giết em. Mong một lần, mong. Mong một lần được chết. Sao biết được mà anh?